Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Tâm sẽ giới thiệu với các bạn về những cái dùng nguyên liệu và cái sản phẩm của CBD. Và Tâm sẽ tóm tắt sơ lược về cái sản phẩm đó như thế nào. Và hiện nay thì có rất là nhiều người nghi ngờ là tập đoàn CBD có vấn đề này kia, cho nên là mọi người rất là hoang mang. Thì hôm nay thì Tâm sẽ giải thích đôi chút về tập đoàn cho các anh chị hiểu rõ một ít. Thì cái nói về sản phẩm CBD á là nó có tốt hay không mà nó có vấn đề như vậy. Thì Tâm cũng xin nói là các sản phẩm CBD tại Việt Nam á, toàn bộ là có giấy xác nhận, có xác nhận của Bộ Y tế phù hợp theo quy định an toàn thực phẩm và được cấp phép của từ Bộ Y tế, và sản phẩm của CBD có mặt trên 65 quốc gia và có 26 năm trên thị trường. Đối với thành phần của CBD là các dạng chiết xuất tinh chế từ các loại cây tự nhiên, thì rất an toàn và đem về một phần cải thiện sức khỏe nhất định tùy thuộc vào các cơ thể hấp thu và đón nhận được thực phẩm chức năng này nhiều hay là ít. Còn đây là thủ tục bắt buộc đối với các sản phẩm chức năng khi nhập khẩu tại Việt Nam, là cái minh chứng thừa nhận cho phép doanh nghiệp hoạt động một cách hợp pháp trên đất nước chủ quyền. Và đồng thời, các sản phẩm đều được minh bạch chiết xuất, xuất xứ và kiểm tra nghiêm ngặt bởi cơ quan nhà nước trước khi cấp giấy phép. Và có tin vui cho những ai thích sử dụng hàng thiên nhiên chất lượng châu Âu mà giá thì Việt Nam, mà trước kia sự giới thiệu dòng sản phẩm của Siri nhưng vẫn ngại hai chữ đa cấp, thì hiện tại công ty đã rút giấy phép với kinh doanh hình thức đa cấp. Vì thế tự nhiên trải nghiệm dòng vì vì thế thì cứ tự nhiên trải nghiệm vòng dòng sản phẩm tuyệt vời này đi nhé các bạn. Và sản phẩm chất lượng hiệu quả cao, giá cả rất phù hợp với mọi đối tượng tiêu dùng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì chắc chắn bạn phải tiếc cả cuộc đời. Vì với tư cách là người đã và đang sẽ sử dụng sản phẩm này suốt đời, thì tôi khẳng định rằng tôi biết ơn dòng thảo dược thiên nhiên hoang dã của Siberia. Tôi biết ơn người chia sẻ thông tin về Siberia. Tôi biết ơn đội ngũ và các nhà khoa học, nhà máy sản xuất khép kín hiện đại với công nghệ nghiền lạnh nano và đồng nhất hóa phân tử. Chương trình khoa học bản quyền thanh lọc năng lượng và cân bằng đã phục hồi chức năng xương khớp, huyết áp, mất ngủ và nâng hệ miễn dịch của gia đình của tôi và bình an trong suốt mùa dịch và cho trẻ con. Không cần dùng một viên thuốc tây nào trong một năm qua, và trăn trở của tôi là làm thế nào để lan tỏa cái giá trị sản phẩm đến cộng đồng nhiều nhất và nhanh nhất nhằm giúp đỡ mọi người tránh xa bệnh viện, giảm tải gánh nặng cho bác sĩ và nhân viên ngành y. Và cái đó là cái phần trình bày của Tâm á, là mong các anh chị đừng có hoang mang về cái vấn đề sản phẩm nữa. Và sau đây thì Tâm sẽ giới thiệu về tóm tắt về cái dòng sản phẩm của CVD như thế nào, thì các anh chị cứ yên tâm mà trải nghiệm và dùng cái sản phẩm của CVD. Ủa nãy mày lấy rồi, nó nằm đâu? Còn nãy lấy ra rồi. Cái bên trái. Đây là cái chương trình sức khỏe trong xung quanh ta. Và công ty Siberi, tập đoàn Siberi thì nó có ba sự cốt lõi, đó là thực sự Siberi và thực sự sáng tạo và thực sự vì cộng đồng. Và Siberi đã có mặt trên 26 quốc gia và đã có mặt tại Đức vào năm 2009 và vào Việt Nam vào tháng 9 năm 2013. Và tập đoàn Siberi thì đã thành lập của Nga đã thành lập năm 1996 và đã phát triển hơn trên 26 quốc gia. Đã thành công và có trên 300 dòng sản phẩm.
Đây là ông bà chủ tịch tập đoàn bà Tetiana và ông Judy Chet. Thì hai vợ chồng ông là người chủ tịch tập đoàn và bà là người người thành lập ra công ty Siri. Và đến với Siri thì chúng ta sẽ có những cái thế giới sản phẩm độc đáo như sau. Và công ty Siri đã được giấy chứng nhận của ICO và GMP và FDA và HDCP. Thì đó là những cái tiêu chuẩn, đó là những cái tiêu chuẩn quốc tế mà khắt khe nhất mà công ty Siri đã đạt được. Thì các bạn cứ yên tâm về những cái dòng sản phẩm. Và đây là cái giải pháp thải độc đường ruột, thanh lọc năng lượng và cân bằng. Đây là trà du gâu, thì trà này nó sẽ thải độc đường ruột, làm sạch đường ruột của chúng ta, cho chúng ta có một cái đường ruột sạch sẽ, thì chúng ta sẽ có một cơ thể khỏe mạnh. Và dòng bộ ba thanh lọc thì nó sẽ đào thải hệ bạch huyết, và bộ ba thanh lọc thì đào thải cấp độ tế bào, và dòng liêm thì đào thải hệ bạch huyết, và dòng trà số 1 và trà turbo thì đào thải cơ học. Và đây là chương trình chăm sóc sắc đẹp trị nám cho chị em phụ nữ. Đây là toàn bộ dành cho chị em phụ nữ bị khô hạn sau sinh, hoặc là thiếu canxi, hay là da móng tóc, da sạm nám, hoặc là móng hay gãy rụng, và tóc tóc yếu, tóc sơ. Và những chị em nào mà có da dẻ không được được đẹp mịn màng và mặt mụn á, thì hãy sử dụng những dòng sản phẩm này, thì có về một cái làn da và một vóc dáng thật tuyệt vời và điện nước đầy đủ. Và đây là một chương trình điều chỉnh trọng lượng với thân hình chắc khỏe. Thì đây là dành cho những người yêu thể thao và có một cái vóc dáng đẹp mà khỏe, thì hãy dùng cái chương trình này. Ở đây là cái protein để thức uống dinh dưỡng, và cái du gâu này thì khi chúng ta uống thì chúng ta sẽ giảm cảm giác thèm ăn, và chúng ta đủ đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, mà dùng cả được cho những người bị tiểu đường luôn. Và cái dòng này thì nó thanh lọc hệ bạch huyết. Khi chúng ta dùng cái bộ sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái vóc dáng thon gọn. Và sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam, đây là IQ Box, thì hỗ trợ cho vấn đề về trí não, là giúp cho máu huyết chúng ta nó lưu thông lên não, thì chúng ta mới có thể là khỏe mạnh. Và cái này là phô mai la 4, và đây là botanic, và đây là kẽm. Thì những cái dòng sản phẩm này chúng ta kết hợp với nhau thì cho những anh nam giới nào mà có vấn đề về sinh lý thì hỗ trợ rất là tuyệt vời. Và đây là dòng sản phẩm dành cho trẻ em, thì có những trẻ em nào mà hay cảm cảm ho, sổ mũi và kém ăn, gầy ốm xanh xao, hoặc là táo bón, thì sử dụng những sản phẩm này thì nó sẽ tăng cường đề kháng và hạn chế cái vấn đề mà cảm thường xuyên. Như con nhà Tâm thì Tâm cũng hay cho con Tâm dùng cái sản phẩm này, cái Omega 3 nè. Con hay ngồi máy tính hay xem điện thoại nhiều, có vấn đề về mắt thì chúng ta nên cho con ta dùng cái Omega 3, cái dầu cá này, và cái Vita Mama này, thì chúng ta cho con chúng ta ăn để chống táo bón và giúp cho con chúng ta minh mẫn hơn và lanh lẹ hơn. Dòng sản phẩm Daily Box, đây là những cái sản phẩm mà dành cho những người hay bận rộn, thì trong mỗi một cái hộp gì có 30 gói, thì chúng ta sẽ đi đâu thì chúng ta sẽ lấy theo từng gói mà chúng ta dùng, rất là tiện lợi. Thì Omobox thì sản phẩm để hỗ trợ cho những người bị cảm cúm, thì chúng ta mua cái hộp này, nên mua hộp này để sử dụng khi mà bị cảm, rất là hiệu quả. Và đây là Beauty Box thì dành cho da móng tóc, và Mama Box thì sử dụng cho những người mang thai, hoặc là cho con bú, hoặc là những người già yếu, nói chung là những người nào mà thiếu dinh dưỡng thì dùng sản phẩm này rất là tiện lợi. Vision Box thì dành cho mắt, và IQ thì dành cho não, và Full Box thì dành cho tim mạch, và Six Box thì dành cho những người bị suy giãn tĩnh mạch. Và đây là dành cho những người hay thể thao, đó là những dinh dưỡng dòng dinh dưỡng thể thao, yoga,
Thì chúng ta sử dụng những cái thức uống này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta giảm cảm giác thèm ăn và có một cái thân hình thon gọn. Yoga này thì nó có mỗi một hộp gì là có 5 gói, thì chúng ta sử dụng theo từng ngày thì nó giúp cho chúng ta có một cái làn da rất là mịn màng. Eucalyptus thì tăng cơ giảm mỡ, còn cái này là gluco thì hỗ trợ cho chúng ta về vấn đề khớp, cho khớp dẻo dai, này hỗ trợ về dinh dưỡng, và cái sản phẩm này cũng sẽ hỗ trợ chúng ta về vấn đề dinh dưỡng. Và tiếp theo là cái chương trình mỹ phẩm và sản phẩm vệ sinh cá nhân. Những cái dòng sản phẩm này thì nó hoàn toàn là thảo dược 100%. Đây là kem đánh răng nè, nó tới 98,7% dành cho người lớn, còn cái sản phẩm này là dành cho trẻ em. Đặc biệt cái kem đánh răng này chúng ta sử dụng thì nó sẽ làm cho chúng ta hết ê buốt chân răng và hôi miệng, mảng bà mảng bám chân răng, những cái viêm nối chân răng rồi thì nó sẽ cải thiện được hoàn toàn khi mà chúng ta sử dụng một thời gian dài thì chúng ta sẽ khỏi vấn đề đó. Và đây là sản phẩm dầu ba sam thì hỗ trợ về da bị mẩn ngứa hay là bị nổi mề đay, nói chung là có vấn đề về da thì chúng ta bôi đều được hết, kể cả là bị sốt sử dụng rất là tốt luôn ạ. Và sản phẩm này thì mọi người thường hay gọi là dầu ba sam thần thánh, thì nó được sử dụng tất cả các công dụng, giống như là chúng ta ngứa họng ho nhiều chúng ta sẽ có thể nhỏ vài giọt vào họng rồi chúng ta ngậm thì sẽ cơn ho nó sẽ ngứa họng nó sẽ giảm đi. Đây là dầu gội, và kem này là kem body, còn này là gọi là kem kim cương thì nó làm cho da chúng ta trắng sáng, là mặt nạ và đây là mặt nạ. Rồi còn đây là những cái dòng kem, kem này là kem chống nắng và kem dưỡng da đó, nó còn rất là nhiều dòng sản phẩm khác. Và dòng sản phẩm đẳng cấp mới, đây là dòng sản phẩm dành cho chị em phụ nữ, một cái dòng sản phẩm đẳng cấp nhất trong tất cả các loại. Đây là Beauty Box đó, Beauty Sen. Dòng sản phẩm này là Beauty Sen thì sử dụng cho chị em phụ nữ muốn làm đẹp hoàn toàn và trẻ hóa làn da thì chúng ta nên sử dụng cái dòng Beauty Sen này. Và tiếp theo là cái dòng siêu vitamin thì hỗ trợ cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cho những người ốm mới dậy, hoặc là những người trước khi đi mổ, hoặc là những người nào mà thiếu vi chất dinh dưỡng, những người già yếu đều dùng được tất cả. Cái dòng siêu vitamin này thì giá của nó là 1.200.000, hơn 1.200.000 xíu. Và cái dòng sản phẩm này là NeoVision thì hỗ trợ cho chúng ta về vấn đề về mắt và não. Và tiếp tục là cái nutrition này thì còn gọi là stress relay, thì chúng ta sẽ sử dụng cho những người có vấn đề về mất ngủ. Những ai hiện nay thì có rất là nhiều người bị mất ngủ mà mình không biết dùng những sản phẩm nào, và dùng những sản phẩm thuốc tây thì rất là nhiều nhưng mà nó không cải thiện được, thì chúng ta nên dùng cái sản phẩm stress relay này, hiệu quả rất là cao đó. Cái dòng sản phẩm này thì hiện nay là tập đoàn cũng đang được giảm giá, giá của nó hiện tại là 1.700.000 đó, thì mà hiện tại bây giờ giảm giá còn có 1.300.000 thôi. Và cuối cùng là dòng sản phẩm đẳng cấp mới, đây là dòng sản phẩm nước hoa của Siri. Khi mà chúng ta dùng những sản phẩm hỗ trợ được cái vấn đề bên trong, chúng ta cải thiện được sức khỏe, và chúng ta chăm sóc bên ngoài, có một vóc dáng thon gọn, thật là tuyệt vời, thì chúng ta nên cũng chọn cho mình một cái mùi hương, một cái nước hoa nó cùng đẳng cấp, quý phái và sang trọng, thì đó là cái dòng nước hoa của Sibiri. Thì sản phẩm này sử dụng rất là thơm dai và thơm dịu dàng, và cái mùi thì thật là quyến rũ. Và đây là dòng sản phẩm dành cho cả phái nữ và phái nam luôn ạ. Và Sibiri và Wellness là tài sản quan trọng nhất của đời người, là sức khỏe và trí tuệ, thì
Đó là những cái sản phẩm mà Tâm giới thiệu sơ lược qua cho các anh chị biết, để các anh chị có thể tìm hiểu mà nghiên cứu và mình mua về mình sử dụng, giống như gia đình của Tâm. Tâm đã trải nghiệm và sử dụng thì Tâm thấy cái sản phẩm này rất là tốt, thì Tâm chia sẻ với các anh chị. Các anh chị nếu mà muốn tìm thì hãy lên trang web của tập đoàn Siri mà tìm. Đó, đó là những cái phần chia sẻ của Tâm mà cũng có rất là nhiều anh chị thắc mắc về cái vấn đề sản phẩm của Siri hiện nay nó có vấn đề gì hay không, mà bây giờ là tập đoàn nó đã bị rút giấy phép. Thì Tâm đã nói qua thì các anh chị cũng tạm hiểu được phần nào. Thì đó là những cái lời tâm sự của Tâm để cho các anh chị biết được mà an tâm sử dụng cái dòng sản phẩm này. Thì Tâm xin kết thúc video tại đây. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo.